mời các bạn nghe chuyên mục Văn học nghệ thuật trên các nền tảng podcast của Báo Nghệ An. Các bạn thân mến, đêm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một tản văn ngắn gọn mà đầy gợi mở của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, một nữ nhà văn của vùng đất Nam Bộ, tác giả của nhiều truyện ngắn, tản văn, truyện dài hấp dẫn. Nguyễn Ngọc Tư và các sáng tác của chị luôn thu hút được sự quan tâm của dư luận và có thể coi là cây bút thành danh trong nền văn xuôi đương đại Việt Nam. Cho dù viết về mảng nào, lĩnh vực nào, thể loại nào thì với Nguyễn Ngọc Tư, điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Cảm xúc chân thật, tinh tế chỉ có được khi thực sự hòa mình vào cuộc sống với những buồn vui lắng đọng. Đêm nay sẽ là một tản văn khơi gợi nhiều dung cảm ý vị như thế của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tản văn mang tên Biết Sống. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc của Trần Phú. Chị kể, hồi ở Sài Gòn hay tới một quán cháo vịt ngon muốn xỉu, nhưng tới hơi trễ chút là phải chịu bụng đói ra về, bởi quán chỉ bán đúng 6 con vịt, không thêm không bớt. Khách có kỳ kèo hay đòi nằm vạ cũng chỉ nhận được nụ cười. Chịu khó mai quay lại. Hỏi khách quá chừng đông sao không bán thêm. Chú chủ quán cười, nhiêu đây là đủ. Nhưng đủ cho cái gì, chú không nói thêm. Ngồi quán đó, chị nhớ quán bánh canh cua của má nổi tiếng xóm hẻm hồi xưa. Mỗi ngày nấu đúng 70 tô, hỏi mua tô thứ 71 về làm thuốc cũng hên xui. Sáng dọn chưa ấm chỗ, vèo cái hết nồi bánh, bà dành cả thời gian còn lại của ngày để nằm võng nghe thái thanh hoặc dẫn con chó đi chơi dài xóm. Chó là tên của con vịt xiêm cổ. Sống như má mình không phí cuộc đời, đâu phải giàu mới vui. Nhắc tới đó, chị bùi ngùi. Người xa thiên cổ lâu rồi, nhưng ký ức động đậy như người vẫn đi lại quanh đây vậy. Chị nói, người sống ung dung kiểu vậy giờ này mỗi hiếm, nhưng không phải là không có. Họ đang ở đâu đó, chừng như vô nhiễm với cơn khát tiền. Ở Hội An, chị biết có một quán nước nhỏ nằm dưới sàn cát đằng, cà phê ngon, trà gừng hết sảy mà đúng bong 10 giờ là đóng cửa. Sau bữa trưa, anh chị chủ dành thời gian đọc sách, nghe nhạc, chơi với mấy đứa cháu nhỏ. Nhiều sáng khách đông, hết chỗ ngồi, nhưng sân vẫn để trống không, chẳng kê thêm bàn. Sân là khoảng thờ của ngôi nhà, không phải chỗ để chen chúc mua bán lấy được. Nhắc mấy chuyện đó, không phải nói khơi khơi mà chị đang nhắn thằng em thời cao hốt này vẫn còn những người biết sống. Vì tuần sau là giỗ má, vì thằng em vừa chặt cây khế, cơi thêm một tầng lầu, chồm lan can ra che gần hết lộ hẻm. Nó nói không lấn được phần đất thì lấn trời. Tiền xây nhà nó kiếm được từ quán bánh canh má để lại, mở bán từ sáng sớm tới khuya. Nó thuộc kiểu được 13 đồng thì phải kiếm thêm 7 đồng cho chẵn 20. Giàu cái đã, chuyện khác thì tính sau. Cũng là con má, nhưng tánh thằng em ngược một trời một vực. Tại sao bà chỉ bán 70 tô bánh canh? Bà giải thích rồi, nhiều đó là đủ lời để xoay sở trong nhà, lại còn dư chút đỉnh để dành khi bất chắc. Mấy chục năm, bà hài lòng với việc giữ gia cảnh mình gói gọn trong hai chữ đủ ăn. Má, nhưng làm nhà giàu sướng hơn chứ? Giàu nghèo gì, phải vui mới được. Chữ vui đó cũng minh mông, với mỗi người nó có nghĩa khác nhau. Với bà chủ tiệm tạp hóa Linh Thông là buôn bán luôn tay, mặc dĩa cơm tấm khô queo và ly cà phê đá tan trắng nhợt từ hồi nào. Còn vui của ông chủ chuỗi cửa hàng điện máy là mở thêm vài chi nhánh mới. Của quán nhậu Tăng Ba là khách nào ra khỏi đó cũng sùng sình say. Hay với vợ chồng thằng em, không vui nào bằng nghe tiếng những tờ giấy bạc sột soạt lúc nửa đêm cả. Nhưng có những người như má, vui bởi được nằm thong thả nghe thái thanh hát. Bề sầu không nhiều nhưng cũng đủ yêu.
vui vì nhà có cây khế chua cho trái gần như quanh năm. Chua tới con nít bụi đời không thèm hái, nhưng khế chua được cái trái lớn, mọng nước, dài cánh khía sâu. Má hái mớ trái chín vàng chất lên cái rổ tre cạn lòng là đẹp bừng lên bàn ăn trong bếp. Đó là ngôi nhà rất đẹp, trong ký ức con cháu, không có hoa tươi. Như bà nói, hoa chỉ đẹp khi còn nguyên cảnh nguyên gốc, nhưng nhà vẫn được trưng diện bằng những thứ ít ai ngờ. Cái rổ tre lúc nào cũng đựng gì đó, khi thì những trái muồng khô, lúc khác trái bàng. Không phải loại trái cây ăn được, chúng rụng đầy công viên, chỉ cần cúi lửa một chút là đầy rổ. Nhìn thấy cái đẹp trong thứ tưởng chừng vô dụng, 100% chẳng phải người sống gấp sống nhanh. Mấy thứ trái tức tươi trong rổ tre của má cũng là thứ mà chị nhớ vào buổi chiều nào đó ghé thăm ngôi nhà siêu siêu gần cửa gió. Xóm trài buổi trưa vắng người, trên bộ vạc sau nhà có một nắm trái xo đũa nằm trên mo cau. Hỏi, thứ này ăn được sao? Một thằng nhỏ cười, không đâu cô, con để vậy cho đẹp. Chừng ở sau nhà nên chắc chắn không vì khách, đẹp này là cho mình đó chứ. Mớ trái gà chê dê quýt nọ không phải được mang về bởi một phụ nữ nào, mà từ thằng nhỏ cháy nắng đen thui. Nghe thằng nhỏ nói, chị đoán sau này nó sẽ vác cây đờn đi ca tài tử sau một ngày đánh bắt mệt lả. Nửa đêm về, nó đứng ngoài hè một lúc lâu. Vợ hỏi, sao không vô? Nó nói, trời nhiều sao quá, nhìn thêm chút nữa. Thằng nhỏ cũng có thể trở thành một anh giám đốc thiệt ngầu, nhưng mỗi cuối tuần anh tắt điện thoại, chờ con ra đồng thả diều, ngắm bèo trôi sông. Đó là một người sẽ tận hưởng được nhiều vẻ đẹp trên đời, bất kể là giàu nghèo. Như má, một người đàn bà mà khi nhắc tên, ai cũng buột miệng kèm theo mấy chữ. Sao mà biết sống quá xa? Cái khái niệm biết sống này cũng vô chừng, mỗi người mỗi kiểu, nhưng nhìn một lượt, chừng như người biết sống là biết đủ. Khi đó, tham vọng thôi xôi réo, họ chọn lòng lắng nghe những tiếng thì thầm ở quanh mình vậy. Nhưng đó không phải là kiểu sống mà vợ chồng thằng em chọn. Nó nói, ai cũng tà tà vậy thì sao nước mạnh được? Mạnh là phải có tiền, nhiều tiền, rất nhiều tiền. Có tiền, mua gì cũng được, mua vũ khí, mua bằng hữu. Nói thì hay, bữa rồi có vài trăm ngàn tiền thuế mà kỳ kèo trả ra. Người giàu nhiều mà đất nước vẫn nghèo là vậy. Tới cái nắp cống ngoài đường cũng bị lấy cắp, ai cũng vơ vét cho mình, sẵn sàng ôm tiền để bỏ chạy. Hồi buổi chụp giật bắt đầu, ngó tiền lẻ nhét đầy tượng Phật, chị không nghĩ thời thế kéo dài như vậy, lâu đến mức không tin là mình chờ được ngày kết thúc. Sóng trước sóng sau cứ hớt hải, nhỏ cháu chị mua sách dạy làm giàu về gối đầu giường. Ngó mơ tựa đề rất kêu, kiểu như làm giàu không khó, 27 cách trở thành tỷ phú. Chị biết trong đó không có câu nào khuyên người ta biết thả lỏng, tắm mình trong mùi hoa ban đỏ trong đêm. Mùi hoa nhẹ lắm, hít thở nhanh thôi không cảm nhận được. Chị nhắc con nhỏ, cũng có những cuốn sách chỉ cách người ta sống chậm, cách kháng cự lại lòng tham lúc nào cũng đói khát của chính mình. Ở hai bên con đường một chiều, đi tới miền khuất mặt, nhiều thứ đẹp lắm, chạy nhanh, thở gấp thì không thấy được đâu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tản văn Biết sống của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Chắc hẳn sẽ có người cảm giác như nó giống một chuyện ngắn, bởi ở đó có tình tiết, có người kể chuyện, có lời thoại, có mâu thuẫn, đối lập trong tính cách, suy nghĩ của nhân vật. Quả thực, tản văn này cuốn hút người đọc từ những dòng đầu tiên, khi nhân vật chị hồi tưởng và kể lại món ăn mà mình từng được ăn trong quá khứ. Từ đó, chị nhớ lại quán bánh canh cua, cái rổ tre đựng mớ trái tức cười của má.
Đồng thời, nhân vật người em trai cũng xuất hiện. Hai tuyến nhân vật với những suy nghĩ, quan điểm trái ngược nhau về lẽ sống dần dần lộ diện. Họ cùng quan niệm sống phải vui, nhưng thế nào là đủ vui thì mỗi người có một lý lẽ. Một bên cho rằng nhiều tiền để có thể mua được mọi thứ, không bao giờ mắc nợ, thế là vui. Một bên lại cho rằng cần phải biết sống chậm, biết tận hưởng những thú vui và vẻ đẹp cuộc đời như ngắm sao trời lúc nửa đêm, ra đồng thả diều ngắm bèo trôi sông, thả lòng tắm mình trong mùi hoa ban đỏ. Không có chuyện đúng sai ở đây, tất cả chỉ là do quan niệm, do tính cách của từng người. Nhưng Nguyễn Ngọc Tư đã phơi bày ra hai cách sống ấy để cho chúng ta hiểu hơn và chọn lựa. Với ngôn từ giản dị mà chắt lọc, với giọng văn trầm tư mà thanh thoát nhẹ nhàng, Nguyễn Ngọc Tư đã dẫn dắt người đọc vào thế giới văn chương của chị, nơi mà chúng ta sẽ được thưởng thức cái đẹp, cái bàng bạc buồn, cái sâu lắng tế nhị và cũng đầy ẩn ức, chứa trong đó những triết lý đơn giản mà thâm sâu. Qua tản văn này, Nguyễn Ngọc Tư dường như muốn nói với chúng ta rằng cuộc sống có vô vàn điều hấp dẫn, chỉ có điều chúng ta có đủ kiên nhẫn, tĩnh tâm, thư thái để đón nhận hay không. Rằng mỗi người hãy biết thế nào là đủ, dù rằng suy nghĩ về giới hạn là khác nhau, nhưng hãy biết kiềm chế những tham vọng sôi réo mà lắng nghe tiếng thì thầm ở quanh chúng ta. Và rằng dù quan niệm của bạn về hạnh phúc là gì, hãy cố gắng để tận hưởng nó từng ngày, cố gắng sống không chỉ vì người khác mà còn vì chính mình, cố gắng làm đẹp bừng lên bàn ăn trong bếp, đẹp này cho mình, bởi nhiều thứ đẹp lắm, chạy nhanh thở gấp thì không thấy được đâu. Vâng thưa các bạn, chuyên mục văn học nghệ thuật trên các nền tảng podcast của Báo Nghệ An đêm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối thật bình an.